Tân Hoa hậu Nhật Bản Carolina Shino lại là một người da trắng. Ra đời ở Ukraine, nhưng Shino đã sống ở Nhật Bản 20 năm nay và đã nhập quốc tịch. Việc một người gốc Ukraine đăng quang Hoa hậu Nhật Bản đã làm dấy lên cuộc tranh luận về bản sắc của người Nhật. Tân Hoa hậu đã đề cập vấn đề này trong bài phát biểu nhận giải bằng tiếng Nhật. Tôi sống như một người Nhật, nhưng phải nói rằng có những rào cản chủng tộc, nghĩa là có nhiều trường hợp tôi không được chấp nhận. Tôi vô cùng biết ơn vì tôi đã thực sự được chấp nhận như một người Nhật ngày hôm nay. Trong những năm qua, Nhật Bản đã mở cửa hơn cho người nước ngoài như một cách để tăng tỷ lệ sinh vốn đang ở mức thấp nhất thế giới. Nhưng với không ít người Nhật, câu hỏi đặt ra là Shino có thực sự là gương mặt đại diện cho Nhật Bản hay không? Một bình luận trên mạng xã hội X cho rằng, vậy một người không có một giọt máu Nhật Bản và không có chút dáng vẻ nào của người Nhật sẽ đại diện cho phụ nữ Nhật Bản. Ở phía ngược lại, nhiều người cho rằng cô có quyền đại diện nhan sắc cho đất nước mà cô có quốc tịch. Một bình luận cho rằng, nếu bạn có quốc tịch Nhật Bản thì bạn là người Nhật, đó không phải là tất cả những gì cần nói sao, cần chứng minh cái gì nữa. Về phía Carolina, cô hy vọng mọi người sẽ nhìn thấu được tâm hồn của mình. Cô khẳng định rằng tuy có vẻ ngoài của người Ukraine, nhưng tâm hồn cô là một người Nhật. Tôi tin rằng tinh thần Nhật Bản không thể hiện ở vẻ ngoài mà là ở trong tâm hồn. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục truyền lại tinh thần Nhật Bản thực sự để tạo ra một xã hội tôn trọng con người mà không phán xét hời hợt trên diện mạo. Đây không phải lần đầu vấn đề sắc tộc được đem ra tranh cãi trong một cuộc thi sắc đẹp tại Nhật Bản. Trước đó, Ariana Miyamoto cũng từng bị bão dư luận vây quanh khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Nhật Bản năm 2015. Vì cô có mẹ là người Nhật và bố là người Mỹ gốc Phi. Khi đó, dù sắc vóc của cô được đánh giá cao, nhưng nhiều người dân Nhật Bản lẫn giới truyền thông nước này vẫn không chấp nhận cô là đại diện cho nhan sắc Nhật Bản. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.